Shop hàng Nhật Vật Liệu xin chào các bác. Em lên sóng một con máy rửa bát Panasonic NPT8. Con máy rất là đẹp. Em để số 5 nhé. Tình trạng máy nguyên bản 100% luôn. Thì vệ sinh lau chùi không có làm bất kể một cái động tác gì liên quan đến các vấn đề là tạch diệt hóa chất cả. TR8 coi nhé. Công nghệ Econavi. Các chức năng thì nó cũng tương tự như các cái dòng khác thôi, không có gì phải quảng cáo nhiều. Máy rửa bát Panasonic thì nó chỉ có duy nhất một cái mẫu là 6 bộ. À, dòng này thì hai cánh mở lên trên thôi nhé. Cao 65 phân, cao 65. Chiều ngang này là 55. Rửa hoàn toàn bằng nước nóng. Đấy, mỗi lần rửa hết nửa số điện và 11 lít nước. Đấy. Thời gian rửa ở chế độ tiêu chuẩn chưa sấy vào khoảng 1 tiếng. Hình thức thì cực đẹp luôn ạ, mặt meca trong suốt đây nhé, mặt meca này cực đẹp. Đấy, hông cũng cực đẹp luôn ạ, hông rất đẹp nhé, hông rất đẹp luôn, mặt mũi nhựa sáng sủa. Đây, còn hông nguyên bản các bác nhé. Đời 2016, đời này ngang với TR9. Đây, thông số mã số email đầy đủ cho các bác xem. TR8, công suất đun nước và công suất sấy của nó vào xấp xỉ khoảng 1.100W, nhưng mà nó chỉ sử dụng trong có thời gian rất ngắn thôi, nên là lượng điện khi em đo thì nó tiêu thụ vào khoảng hết nửa số điện khi mà mình rửa một mẻ máy rửa bát. Máy đẹp xuất sắc luôn. Bên trong nội thất này, tai cửa mọi thứ mới chuẩn chỉ, không có gì phải chê cả. Giá đẹp như mới, như mới tinh các bác nhé. Chung TR8 đời 2016, đẹp cái này mà bên Nhật đây, cũng đã bỏ để mang về Việt Nam mình dùng, còn chỉ mới tinh. Các thứ dây máy so, các thứ mọi thứ nói chung là không có gì để chê. Đây. Chỗ này là cái khay mà cho bột rửa các bác nhé, còn các bác cứ ném thẳng vào đây cho em, không có gì cả. Giá em bán 9.500.000 chưa phí vận chuyển, chưa có được nguồn. Đồng nguồn thì em bán của Liwa, bán giá gốc 450.000, 1.500W. Ship hàng toàn quốc, không bao ship. Các bạn nhu cầu lấy các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.